Hello mọi người, đã quay trở lại kênh top 1 Teo Nát của mình nha. Thì ở clip trước á, mình có giới thiệu cho anh em là mình đã lên được top 1 của Quảng Ngãi rồi nha. Nhưng mà hiện tại thì mình đã thua 6 bá trận gì đó mọi người, nên bị rớt xuống top 2 rồi anh em. Còn miền Trung của mình á, thì cũng đã bị rớt hòn luôn nha. Đợt trước đã lên tới hòn 33 rồi, nhưng mà giờ chỉ còn 231 điểm nó mới lên được bảng xếp hạng nha mọi người. Anh em thấy không? Đấy, còn top Việt Nam á, thì từ 800 điểm giờ lên 1.274 điểm luôn anh em ơi. Khá là đang luôn nha. Từ cái rank cầu thủ mà nam lên 6 sau mọi người, leo rank cực khó cực kỳ luôn nha mọi người. Mình bị thua và trận mấy nó rất là nhiều ấy, không chịu lên được cầu thủ 10 sau luôn anh em ơi. Nhưng mà bù lại là mình được có hòn 63 của miền Trung rồi nha mọi người. Anh em thấy không? Không được nằm trong bảng xếp hạng 50 người nhưng mà vẫn có nằm trong top 100 người nha. Nhưng mà phải là cũng ok rồi. Còn anh em nào mà muốn ẩn cái vùng á mọi người, thì anh em bật cái nút phía dưới này nha. Ẩn qua ẩn là có nhiều anh em hỏi mình đấy. Anh em thấy không? Bật lên là nó sẽ ẩn cái vùng của mình ra, chỉ hiện cục thôi, nó không có hiện mình ở đâu ấy. Rồi, thì lịch sử thì anh em thấy không? Thua rất là nhiều luôn mọi người. Đấy, gặp team AFK với gặp bot rất là nhiều luôn ấy. Thua cực kỳ thua luôn nha. Ai chưa kịp lên đồ đã thua rồi mọi người. Rồi, không dài dần nữa nha. Tiếp tục mình leo bởi xếp hạng của top theo nha anh em ơi. Chào mừng đến với Bình Nguyên Vô Tận. Hello mọi người, đã quay trở lại kênh top 1 Teo Nát của mình nha anh em ơi. Tiếp tục bữa hành trình leo bảng xếp hạng top theo nha. Cố gắng mùa này mình sẽ làm lên top Việt Nam luôn nha anh em ơi. Đấy, tuần này chắc mình cố gắng tuần này sẽ làm lên top Việt Nam. Vì một tuần nó sẽ reset họ một lần. Nhưng mà anh em được cục vàng á, thì bắt buộc là phải cuối tháng với nhau mới được nha. Đây máy đầu thẳng thôi anh em. Trận này á, thì mình sẽ mang trang phục là giám thị thân thiện nha anh em ơi. Trang phục này cũng như là một trang phục mình bị lẫn quen ấy. Rồi không có dài dòng với anh em nữa. Anh em yêu quý mình á, thì nhớ cho mình xin một like, một đăng ký kênh nha. Quay chắc là trận đấu thôi mọi người. Ở đây bên kia là thằng Terry này. Tại đây mùa này hiện đại cũng đang khá là mạnh luôn. Kết hợp thằng Ayanka nữa nha. Không biết là trận này mình sẽ lên cái đôi giày khoáng phép trước nha mọi người. Vì tên bọn có tới 3 phép luôn ấy. Ayanka này, Liliana này, Yue này. Được cái là phép rất là đông nhưng mà khống chế với là khá là nhiều luôn mọi người, sốc đam đó. Anh em mà lặng quạng mà nếu mà đi xa xa mà gặp mình Yue nó cát hay cát là lên mà lên số thôi. Đầu game á thì anh em bắt buộc là phát form thôi, không đánh nhau được đâu. Bên mình này gặp thằng XB nữa. XB là chỉ cấu rỉ thôi mọi người, không có xong sóc đam như không có công như mấy thằng tanh cơ nha. Rồi kế là bên mình có Triệu Văn này. Triệu Văn là mùa này hiện giờ đang là bá chủ á mọi người, đi XB đi rừng hoặc là đi top đường nào nó cũng mạnh hết nha. Anh em đang đủ đồ rồi, có thể căng 3 căng 4 luôn ấy. Hôm này ok, một chiến công đầu rồi. Vừa nói xong là Triệu Văn đã ăn được mạng luôn. Đuổi tim bọn về khóa trụ nha. Qua mình sẽ ăn con rồng. Rồng thì mới hiện ra giai đoạn đầu thì khá là yếu máu luôn. Tiến ca tóm ra thôi. Nên ăn rất là nhanh. Đầu game mà tranh thủ ăn con đùm đóm mà luôn nha mọi người. Kiếm cái lượng tiền khá khá vào. Chứ không mà anh em mà cứ không có ăn, không có form á thì rất là thọt nha. Mày này ok, có ác được con tôm lắm rồi. Thấy thằng Yue nó xuống nè mọi người. Nhưng mà Triệu Văn của mình đã chặn đầu rồi nha. Bữa một bữa chắc cũng yếu máu rồi đấy. Mày à. Nhưng mà gặp thằng Ayanka này nó gai choáng liên tục luôn. Mình cũng không có giống công lên cô đâu. Giai đoạn đầu thì bán không có đam bao nhiêu. Tên bọn thì cấu rỉa với lại sóc đam rất là nhiều ấy. Đây lại đánh nhau à. Đánh ui anh em thấy không, cực kỳ khó chịu với vị tướng Ayanka nha. Ở đường mid thì mình thấy thằng hụt không có đang lâu vào xuống. Cánh mày lùi về luôn, lùi về trụ luôn đi. Hụt không nó vừa xuống đâu đây á. Mày này câu được cái tóc biến rồi anh em ơi. Biết ngay mà thằng hụt không nó xuống này, nó mai mai ở đường rầm luôn này. Nó mai mai này. Anh em đâu rồi? Thằng Yue nó còn yếu máu nè mọi người.
canh mai mà tóc biến lên mình lụm đó nha. Mày hả UI? Không được rồi, nó hồi máu rồi. Thôi tiếp tục mình sẽ quay lại từng đồng của mình nha anh em. À, mình và biết đi xuống này không? Canh mai mình coi chón được một thằng là lụm đó thôi nha. Ok, bán được. Mày, danh ca này. Ok, em biết mình thành công mà gục được Terry. Còn mình ăn luôn thằng danh ca. Anh ta dùng anh tay qua tầng mic của mình, nhưng mà tầm đánh của mình á, thằng tờ với mình nán nó khó xoa nên bán nó cực kỳ sướng luôn. Em một mận khá là đơn giản luôn nha mọi người. Tên mình hiện tờ đã Nam Phong rồi. Chắc là sẽ win trận đấu này sớm thôi anh em. Tầng này được kéo là mic tên mình chuyên đi gan này anh em. Mới được anh đã giúp mình xong, giờ chuyển lên đường top anh này. Hỗ trợ thằng Murat này, trụ quân mình cũng lô lên rồi. Ngon lành liền. Mình có sở thích là mình hay nhìn bắn đùa nhỏ nhiều nha mọi người, chứ mình là miếng kéo á. Kéo có bắn đùa lên lắm anh em. Nhiều khi kéo là mình ở đường bị địch nó đánh mình ở dưới này nha, mình không có để ý. Này dễ lên bận lắm số lắm. Khi mà mình đang ở dưới đường nó như thế này nữa. Anh em thấy thằng UI nó cát đau không? Thôi về trụ đi. Ba thằng nó xuống bên dưới này lận. Bên kia thằng mic của mình đang thủ thằng UA kia. Nhưng mà không ăn được UA mọi người. Mày thích cấu rỉ không? Thích cấu rỉ không? Thôi bật công ty rồi thôi lui về nha. Chứ gai chón đông đó là mình dễ lên mở số với thằng Terry này đấy. Thằng Terry này nó bán cực kỳ đau luôn. Tính ra là bên nó cấu rỉ nhiều hơn bên mình luôn ấy. Thằng nhân ca này mình nó căng, nó thể căng 4-5 thằng luôn. Ây trời ơi, bán đỡ cái nồng lực cái tụi phần này chắc toàn với XP mà rồi. Rồi thôi mình tóc biến luôn nha mọi người. Không đánh được anh em. Và bữa nó. Ok, ngon lành nó bữa nó này. Người ta đây chắc nó lưu về rồi. Thường thường mấy thằng mà nó hay ép công như vậy đó là canh nó cực kỳ sướng luôn. À, dành coi một check her rồi. Cứ thích lên vô tanh lên canh này thì bị Triệu Văn Hoành bỏ luôn rồng vào đó rồi lên bữa đó nha. Nói chung là cũng ok. Mình thì mới ăn có một kill thôi mọi người, không có được kill hỗ trợ nào hết anh em. Nên cái đầu tờ thời gian của mình nó chưa có được cần điểm bao nhiêu. Mới cần có một điểm đó mọi người. Anh em bắt buộc là phải kiếm cái hỗ trợ hoặc là ăn mần nhiều thì mai đâu mới được cần điểm nha. Cần lên tầm 6 điểm. Full là 6 điểm thì anh em bán nó mới đau nha. Cần thêm bao nhiêu cái lượng sát thương đó mọi người. Đấy, thằng này nó thả anh Tây hoài. Pom ít thôi. Mày này. Thôi chạy được. Nó yếu máu rồi này. Cành mai lâu lâu ra thả một quả anh Tây là dính đoạn liền. Thằng này thì khó đánh hơn thằng Terry nha mọi người. Tranh thủ mình lấy cái trụ trước đi. Còn là rồi. Thôi cũng không còn bính nữa đâu. Mày thích qua là hả? Anh em thấy mình bán cũng thấm không? Nhưng mà cũng chưa có được sát thương cách liễu được nó. À ý, một phát thương kia. Ui không được rồi. Bị nó hấp tung lên mọi người. Ui thằng Triệu Văn đâu đây nữa. Quay. Thằng ngủ không? Mình không để ý pha đó có ngủ không luôn mọi người. Nó đánh từ đường top mới đánh xuống luôn nha anh em. Nhưng mà không sao nha. Team mình hiện tại cũng đang khá là mạnh rồi. Triệu Văn là Nam 1 rồi. Thành công lái được hai cái trụ hai bên với team mượn nha. Nhưng mà cái trụ mic của mình này nó bị gãy mất rồi. Qua vừa rồi thằng Vera này nó xuyên đi ganh quá. Nó không chịu đép trụ mic. Hồi sinh thì tiếp tục mình lên hỗ trợ thôi. Thấy cái chủng mic này lính nó đang lan cô này. Nên mình sẽ qua chủng mic mình bán nha mọi người. Bán cái chủng mic này kiếm 190 mấy vàng này. Mày ơi, ôi trời ơi hất công rồi. Và đó mà nếu mà chúng anh Tây thì mai đâu còn Triệu Văn nó mới gõ được nha mọi người. Ai Triệu Văn mình đang hiện tại đang căng 3 lên đó. Ấy mày định theo mình cầu à? Thôi ăn rầm đi. Cố gắng tranh thủ mình lên cái chị máu sớm nha mọi người. Để hồi máu là chứ hiện tại máu mình nó bị cấu rỉa rất là nhiều. Không có cơ hội nào để mình giống lên coi mình bán hết cho anh em ơi. Đây, có lính gần vũ trụ bên này mọi người. Một
con này, con sai là nhiều tiền nhất thôi. Ăn xong con thằng làng này, mình sẽ lên, mình sẽ đếp bệ lính tiếp nha mọi người. Mua cái gì máu cho nó hồi lại này. Đây, lính có đường mình thằng ra luôn. Ui trời ơi, gì đây, anh làm gì đây? Ê, thôi, về luôn. Mình thấy con ngủ không á, đang xuống bên mình nè mọi người. Mình sẽ ăn cục này là mình sẽ về luôn ấy. Ấy, ngủ không kìa, mày. Ôi, ngủ không à, thích ban trụ à. Bên đó thằng Chú Văn mình đã gõ luôn thằng UA rồi anh em. Định ra mình tóc biến tới mình tra thằng UA nha. Yếu máu rồi thì thấy khá là thích luôn. Được cái là combo của thằng UA nó có tầm đánh mọi người, nó không có thể nào mà chỉnh tầm đánh được. Nếu mà đánh xa thì đánh xa thôi. Và là nó phải lưu ra xa thì nó cắt mình nha. Chứ nó đánh gần thì nó sắc người, nó đánh không được như thằng Natalia đâu. Natalia anh em dùng combo thì có thể sắc người được. Nhưng mà thằng UA này nó không có sắc người như thằng Nata. Nàng đánh lại nàng bước ốp sắc của người đó lãnh thôi. Nó có cái anh Tây nó hắt tung mình ra ấy mọi người. Nhưng mà nếu mà nó dùng rồi thì thôi. Không dùng thì mình vẫn bán được nha. Tầm đánh của thằng UA xa lắm. Không thể nào mà đứng sắc như nó mà nó đánh trúng mình được đâu. Ở đường tranh thì thằng Terry hiện tại nó đang form rất là nhiều. Cố gắng mà tranh thủ mượn này nó dùng anh Tây xuống nó cấu rỉa này. Đây ngủ không này, thánh ngủ không rồi. Mình cũng đã căng á anh em. Khi mà tên mượn tới 3 phép luôn. Bùi xanh này, tay đây này. Anh em sẽ bán thắm không? Nhưng mà thôi. Tên mượn phía tranh nó cực kỳ đông môn ấy. Để thằng Ajanka nó ăn mắt bùi xanh rồi. Tay đây này, anh tay đây là ok chóng rồi. Mày chạy đi đâu nữa tay đây ơi. Một mượn cái liễu tay đây nha. Đường trang Triệu Văn mình đang căng 3-4 người bên đó luôn. Ăn luôn anh em ơi, tóc biến vua này. Ui trời ơi, thằng nào bắt nó đấy. Cay thật sự luôn mọi người. Trúng cái đầu tờ chuyên mục của thằng Ajanka nha. Người mà này một số luôn. Nam hờ rồi anh em ơi. Và nó tóc biến lên là ngon lành rồi. Nếu mà không có thằng Lidiana thì mình có thể mình ăn luôn thằng Ajanka rồi anh em. Lidiana cho nó cay chóng mình mất. Tình tổ mình lên sau cái kiếm là mình sẽ lên theo cái rìu Yuga nha. Vì tên bọn phép rất là nhiều ấy. Nên lên cái rìu Yuga để nó khó phép bớt nha mọi người. Tên bọn thằng UA hiện tại nó không xấu rồi. Nhưng mà được kết thành nó cái lượng combo sát thương của nó rất là cô. Nên nó phế thì nó vẫn chặt khoan rất là thấm nha mọi người. Anh em được cái chú quan. Rồi thì tiếp tục mình sẽ lên cái đường rồng của mình nha. Thấy thằng rượu, thấy thằng ngục không nó đang lên đường rồng của mình để nó đẩy lính gian cô này. Đừng có cho nó phá cái trụ của mình là được. Anh em cứ form xăng rồi anh em lưu vào trụ. Từ ở lên nha, đợi Triệu Văn xuống cũng được. Chứ gặp thằng ngủ không nó ra nó gõ mình đó mọi người. Nay một mận rồi nó chuồn mất á. Ví dụ như nó có ăn mình á thì có Triệu Văn nó gõ nha. Chứ anh em mà đi một lễ một mình á, thằng ngủ không nó ăn mất rồi nó chạy mất thì cũng không có là lồn gì được nó hết. Kiểu là mình thở con tôm mình bắt con tép ấy. Ăn con bột xanh này, ngon lành luôn. À, mình thấy con anh ngủ không kia rồi. Nhưng mà mình không có giống vô cô đâu anh em ơi. Qua vừa rồi ngủ không nó láng láng đâu, nó đập mình một quát lên một lên số luôn. Tranh thủ mình form mấy cái này, lấy cái trụ trước nha anh em. Rồi. Triệu Văn của mình đang mập mê rồi. Mình có Triệu Văn ở đây là mình khá yên tâm, mình lên cô luôn á mọi người. Cứ ra rồi cái gì chịu vẫn gõ nha. Ui hay quá. Anh Murat mình cắt bắn rất là hay luôn nha. Nhưng mà cấu rỉa thành công, cấu rỉa được 50% máu của sinh tên bọn luôn ấy. Nam thằng bên đó thằng nào cũng yếu máu hết luôn. Chúng nguyên cái anh Tây của thằng Murat. Giờ này mình sẽ lên cái rìu sớm nha mọi người. Đây chịu vẫn hay quá nên kia đang đẩy đâu này. Đi theo SB này, ví dụ như có thằng ngủ không nó gõ thì SB nó cũng dùng anh Tây hắt tung nó ra nha. Chứ anh em đi một mình giờ này á, ngủ không nó lãng lãng nó gõ mình không có đỡ được đâu. Với lại là mình cũng không có tự tin khi mà đấu đầu với thằng ngủ không khi mà đánh cô thủ rồi mọi người. Đây Terry này, anh Terry đi lọt này bờ phát đưa Terry lên bỏ lên số luôn nha. Ngủ không có đâm mềm mè đâu dưới đây nè mọi người. Mình cũng không có giống đi lọn ngọn lên bùa của mình. Thôi đi mềm mè qua đẩy cái trụ này trước cho.
À, mình mới thấy anh Ngục Không đâu ở đường đường rồng rồi. Đó là anh chốt rồng ấy. Anh em là bắt buộc là phải nhìn bản đồ nhỏ nha. Quan sát tập còn nhiều không? À, 3 đến 5 giây là anh em nhìn một lần. Ấy, Ngục Không này, biết ngay mà. Mày hả Ngục Không? Cứ bay mang ra bay để nó đập mình đó anh em. Nhưng mà rất tiếc nha. Mình thì có XB4K khá là chuẩn luôn. Ai quá mic ơi. Ai sang không kiên công mà tranh thủ mình ép lên win luôn nha mọi người. Rồi lại lấy cái trụ mic nha luôn. Đấy, Murat cứ cắt bóng như thế là tên bận nó sẽ lui về trụ thôi. Lấy nào tờ lướt thôi nha. Murat bây giờ này nó khỏe lắm mọi người, không cần đấy, cắt bóng, ok, ngon lành luôn. Không cần ăn quấy để lấy nào tờ đâu. Murat chỉ cần lên được cái nhà giống như dân Hồ Chiêu, mới là một cái đôi giống như dân Hồ Chiêu là có thể đánh được rồi nha mọi người. Lá hai cái nồi tợ là ok. Bán trụ này dù ai đã về giai đoạn đầu bị giờ la lòn lên, nhưng mà tợ thì không có thấy đâu hết mọi người. Mày ở lên ra ui, đau quá trúng nguyên cái anti của thằng Ajanka luôn. Hiện tại thì các thành viên của mình cũng đang yếu máu rồi mọi người, nên chuyển về mình sẽ đi ăn bùa nha. Vừa thấy Ngục Không lên đó luôn ấy, tranh thủ mình choáng là bác Ngục Không liền nha. Mày kìa. Mày à, nhà đi đâu này. Ngộ ghê, ngon lành rồi, ok. Biết lắm mà thằng Ngộ nó sẽ mang mang. Ui, mày đứng y làm gì đấy, đứng y làm xanh hơn này, thằng xanh hơn này. Đứng y làm gì đây, Lilinda. Thực kế là giờ này team mình đang đẩy khá là cô rồi, nhưng mà không có lính anh em. Không thể nào mà kết liễu được trận đấu ngay tại đây được. Phải đợi cái đợt lính hay lên sau nha. À, có lính này mình đánh kết trụ này luôn anh em. Lấy luôn một cái đợt lính siêu cấp nó là ok. Dù văn mình đang bữa thằng Ajanka này. Rồi lính nó ốc đổ rồi, mình tranh thủ mình win luôn nha mọi người. Kết thúc trận đấu tại đây luôn nha mọi người, chứ đừng để lên giờ lắm mộng. Có mọi người đã xem mắt cả lưới của mình nha. Nếu anh em thấy hay nhớ cho mình xin một like và đăng ký kênh. Bye bye anh em.